tham ở Đông Bang bây giờ chạm miệng mở na, đi hỏi giải thoát ta bị sập ba hè năng cái gì à? Giờ na sẽ làm co á, đi hỏi luôn giờ là họ rồi à wa, vừa na hỏi vừa sẽ chỉ nhị hà nhị chụp phẩy na, nên nó hỏi nếu nửa bữa à lễ Noel nào á wa. Đi hỏi như chừng mà chú kia qua đi xỉa như chú mà miền nữa bà. Đi hỏi chú tóng kia là nóng hỏi nội em à. Mẹ mà hoa bùa này. Hoa bùa này sẽ chẳng chăm nữa bà chú tóng. Mà nóng bèo nào à. Nếu bà chú tóng chỗ nào bèo ta. Thỏa nãy đi hỏi. Hả bà chẳng như chú bếp như chú chua nà. Nếu bà như chú à nè đi. À văn hóa như nà. Như nà chú văn hóa nè chú. Để bà bìa xe hẳn hóa nè bà chú. À, chủ tịch tiếp bố mẹ mẹ mùa chăm mà ồ. À, đào mẹ nó sẽ. Mẹ nó ở mắt tế bữa yêu miền. Bà bữa ta giỏi. Chỉ là mẹ mắt cắn bữa yêu miền. Hả nó bây giờ sẽ mại hùa phê mại hả nhũng. Hả mẹ cho hên ạ. Mẹ mùa mặt chén chén. Bà bữa ta giỏi chỉ là mẹ mắt cắn. Bữa đào nó sẽ. Nó bèn nó ở hẳn với hình quá. Bữa sẽ nó bỏ bỏng. Bỏ bỏng bèng là hãy nè. Cái thả nà y hóa nè thả nhì chập bếp như chập chua hóa đi. Nè bởi nè chỗ à dạ dạ bảo dung là hả tế nè. Hãy chả có hẳn đó. Đó nè mẹ phước xa mà tế bữa miền. Miền như nào hóa. Đó mẹ nè. Ta bữa ra rồi, giờ nãy chỉ hóa mẹ mà cả mẹ như là nếu bữa mai hùa phê trở hơi nhỏ ạ. Ô, chỉ ta chửi với nó mày hả nhú? Ba sổ phải mà hả nhú? Tiếp này. Ờ. Như chiến đa dẹp của bữa nó mà mẹ này, như ta chửi với tiền dẹp mà như dẹp. Hãy mà cả. Ê nãy anh ấy giật đột điện cùng lộ. Ờ, nãy như yến nào. Như bà vừa miền như ta cho cái xì á, ta yến cho miền nha. Ta ngoài cả vừa mà hả nhỉ? Yêm nó cao phê yêm chỉ nó. Yêm mới đi mà cả. Yêm nó cao phê yêm chỉ nó. Yêm đâu mà vừa giờ đó. Một xuyên này, ta yêm nó sắp ba hết phải. Nãy cháu yên nó phá. Tại sao mà yên nó tỏ tỏ quả mà miền yên nó tỏ em tất diễn chả cháu mà miền nó phê nè. Nãy yên vừa chết chả là lo chết chả miền cứ cho yên nó chết chả được. Tại sao bà liên vừa yêu miền rồi á. Mút xuyên nó yên thuộc nó thôn phải vẽ xã. À thôn chảy nó yên thuộc xã thôn chảy nó. Ờ. Bất liệt chồng hóa. Nhất chỉ tao mùa bây giờ nay mặn mại ổ ra chùa bà. Đó là mẹ nó sẽ nửa bữa. À chỉ tóm bệnh chứ đâu ạ. Thỏa nãy y hoi, y bữa hoi. Cả gắng nãy nửa bữa. Yên nãy bảo dung là hạt tề. Ô, nó nào hoa y nửa chỗ hù ấy ô. Nửa bữa chỗ nó tề cái nãy đó nãy nó. Gắng ngọ ạ. À bữa chỗ na ta thấu ta giá ta và anh nói bia ít thiên nhị chơi hàng anh nói na chơi hàng là chơi dẻ thảo na nhị chơi bé nhị chơi chua giờ na chơi hè na nếu mà này bị vị tổng hạ như vị giờ na chỗ thảo dung anh nói bữa thảo na y hoài nói bữa cái chân na cháu nó mình mai nó sắp ba như miền mùa mà bây giờ chia nhung ở miền chẩn nó bây giờ nó sầu quan hoài như này thằng nó y hoa ở bữa tao giỏi thằng nó chưa chơi màu anh nó sầu hô á lọ sầu dạ có ạ qua bữa miền mùa na
đã cha mẹ na chẳng chỉ cha ya chỉ đã cha mẹ và mặt tiền bây giờ mẹ nhận chi mẹ là tiền nhận à tao bữa mẹ mua tao giờ chỉ chơi nó và đã cha mẹ mà bữa cần bữa nhận nó mẹ mặc cả nên đi mẹ xe khu nhà phán khu à mặc cả mẹ xe nó cái gì na tập phun chẳng tập phải bẹt chẹ do dòng phải nó còn tai ố tao giờ mẹ ố ô tiền đang xe mai mẹ chăm ố à dễ lỡ nhận chi trả tiền ha đó tham bạn chạy gì mà giống như mà chạy tham bạn à chạy gì à giờ nay giờ chịu tập ba mà giờ dạo hả nãy nãy nắng cái trò nắng cái trò nay vừa liên chị anh kia nắm tiền giờ dòng khoa của ghi nhưng mà quay mi miệt tập mà cứ chán ơi vậy tập phim chiều mẹ mưa bây giờ nó tập tập phim nha nè như khe bẹp bẹ hả bẹp bẹ na na giờ muốn xem nọ à vậy đang mình muốn xem như con lại như pha nhưng mà đâu mà cho phải chiều nha mai như bữa nay mai cho phải dần ra na giờ hoa ta na xem mặt tôi xong mà phải ôi giờ nó tỏ xỉu co rồi tham gì tiểu nè luyện cho cô nghe từ nãy chưa giàu hả? Từ đó xem mà vừa miệng mưa sau có luôn miệng mưa đây mưa chỉ cho chỉ na từ đó là cả nó tiểu mưa vừa mài mẹ ạ nha hoa lo mà từ sáng mới chuyển nó từ đó phải mai miệng mai qua ạ mai tầm bảy con lụa cả cái lụa hả hả thằng mặt thơm cả tiền hay nha tiền hay nè cả mèo quen ở nhà nữa nãy tôi hỏi nhà như sao tài giáo à? Này mẹ nãy hỏi thằng nhà sư giáo hả? Chưa nghe như nhận. Mẹ đi cọ giam, chăng mẹ tạ cam cũng cám tự lo. Nãy chẳng nơi chị hết chẳng biết giờ dám phải nó tỏ cho ta hết đâu à? Đi tao ta hả? Đi kỳ phạm hả? Mười nãy chị hai cho xe à? ให้จะเสียก็เตะสตาตาหน้าเวียหมายมานี้หมายจ่าเวียหมายจ่ายตุลีนี้ให้จะเสียไม่จะให้ยังให้ยิบุ้งให้จะเสียหยาเต้าละหยาเต้าโลยิบุ้งไม่ใช่เงินเสียต้นหัวเนี่ยเหมือนกับหยาแม่แล้วเนี่ยนักหัวหยาหลิวป่ะหลิวห่านักหัวจะตาเวียนดาวเฮ้ยหยาก็ก่อนดาวเฮ้ยน้องแม่แล้วเดี๋ยวจะก็หยาต้องหลิวจีเกี่ยวกับหยาหาช่องเฮ้ยฮะหยาฟังต้นดูน้องแม่ต้นหยาต้องหลิวเนี่ยกันให้เกี่ยวกับยิบุ้งยิบุ้งเกี่ยวกับท่าบังท่าบังยังเล่าเห็นมีอะไรท่าบังยูเฟซบุ๊กยังไงล่ะเฟซบุ๊กยังเห็นจ้ะเฟซบุ๊กยังเบื่อเชียวฮันยูจำยังเหมือวะนั่นจะเยอะว่ะน่าจะหามาตั้งเจ็ดจงน้องเราเมื่อว่ะไปย่อกวางดอกช่อมเฮ่เนี่ยยุ่นแต่ไม่เจอเนี่ยหาอยู่ว่ะกินจีตาแม่มาตัวช่ามามาทางนี้จะก็ดูหันตัวเจ็ดน้องแม่โอ้น่าจะผมเมียเหมือนช่อมอ่ะกูว่าแต่จะมาย้ำแม่ฟงแต่ก็ลุ้นแต่นั่นยูเบตามาหัวฮันนอเว็บเจ้าจับตอนแรกมีจอวะยูเสยมีจอแน่เปียเสียวฮะมีจอจอดยานจอดเจ้าหน้าเดี๋ยวฮะมีเจ้าแต่ยังไงวันไหนยังก็เสียมีไงแต่ยังไงกงเจ้าหรือไม่กงเจ้าเอ๋ยยี่เบยยังไม่นอนยี่เบยยี่ตะปูนจัดเจ้ามั้งเอ๊ะที่สินตัวนี้ยังไม่ดีอ่ะดีกว่าเงี้ยเจียนหูอยู่บนนั้นเว้ยแต่ฉันจะแน่ไหมเว้ยยังเจียนอยู่
cho chuyện như tổng cho mà chuyện như cái nát chẳng này hay vừa đi nhở sao như bữa nay đến chọn tôi hay nhỉ như bữa nay chọn tôi mà là hảo như vừa chọn tôi bạn như vừa xin miền ao nữa chút nhỏ mình hết cho công dịch luôn không bữa nay tại như nay mà vẫn tại nơi hai hệ hai mươi hai không minh bộ tiền thật tự cha hệ hiện dẫn xiên nó gỗ mình hả bà chạy ô hai hai nếu mà của gami bên chỗ nơi miếng cái gì nó sao à sao đấy phải cái gì đó sao sao mà tại hiện bây giờ sao thế này sao sao mà sao bữa đầu tiên chúng ta giảng không phải là bữa đầu tiên chúng ta đi sao như một bên nghe sao hiện này quả bưởi như này nó chớ à bữa nay cái gì mà tôi đại giả như thế này mới vào đây à bữa bữa nay mãi trả em bữa chia nhá chiều mượt chiều mấy anh nói mì anh nói mì đang lượt chiều nó tẻ sao em tao hầu quá tẻ phải ba bị thương quá tẻ bữa đầu hầu nhiều á chứ chả chả nó chưa kịp mà như như chả đi bữa cố sở á chả nhá nó nhị chậm khoai ha nay như vừa giáo đi như nón tôi mới chụp vừa ao nọ lơ mà chờ là mà chờ là nhưng bây giờ na sẽ miệng mùa nó chích chiêu cho hàng chích chiêu và mặt tiền nó bơ cả đoạn để cắn nọc hông có thể bớt chóa ha chậm mất tiền như gì mà tôi bưởng nón tôi ao nọ bảo phải hang là đi bữa chợ cá xe mi mải ha mải xe anh này nhung bữa nay mải chả hay nói diễn nào mà nhà ao cổ nay diễn là quảng tỏi ạ bữa nay diễn là quảng tỏi nay nhung nhẹ tay nó anh này nhung hà là nhung gùa mới chọt thuế ao mới chọt thuế cái gì quạt tôi tỏi vào mái tôi trả nhá tôi o nhà tôi dài hơn nó hổ nhưng mà bây giờ na tham gia tàu mưa là lụt nó sa mưa nổ gồ sa cho là nổ phải vang nó sẽ té má có để mà có thể nộp có thể giàu là họ tôi ở cái nhà ta hay giàu hả vẫn sẽ cho ta lòng vâng thì mà con ta ha về cái trẻ như cái đi con đang sẽ con này tôi đã mua chân như con chọn ta lộn cái giá nhé cái này chọn ta lộn cái giá chọn sẽ con khác mà lộn ta tôi như lột tay phía hàng rồi. Giờ sau ta nọ giờ đi cái dạo nhá. Bữa bà tội quyền ấy nhỉ. Đi có gặp bà quyền xong mới hay dạo hô. Quyền lột tay phía hàng rồi. Giờ quyền mới tài lột khi ở căn nhà chứ quyền chứ mới lột dạo căn gì đấy. Giờ lát bà đưa tiệp ba cho bữa mình có quyền bữa mà bà dạo ấy nhỉ. Đi chỗ đó đi thôi nhỉ. Anh hiểu tôi nè, phi hao phải phi. Anh nên được bớt chọn tao anh nhớ bớt đưa, mày đưa gì đưa mày, mày lẻng, mới nhổ mày lẻng như anh nên bớt hại ra được hàng ha, như bớt nắng sẽ chọn tao anh. Lẻng thế này. Rồi thì tôi ta lộng ha. Biển chia nhà bữa đó, bữa đó chuyển là hàng như xia chứ. Biển. Thế mà, giờ chuyển tới đâu này mà tập ba, ô cụ cụ tế họ như bữa nay giờ rồi. Ô này giờ nó hơi hoa như tấn đòi sẽ to nó lô cô tiền tiền quá hà. Mà tiền giờ cũ rồi mà cũng cũ xong rồi giờ cũng
đau mưa này á, hả nè, chưa sẻ hết đấy hả nè. Ôi, dì bè củ hẹn nhé con luôn. Mưa, mấy chỗ mưa hả lọ? Dạ, chỗ tọ hả lọ, hả xì thế hả? Chưa sẻ hết đấy hả nha. Nhiều mà lào hẹn nó khô. Anh nhân ta có ta hải như miến. Mà mưa ta hải như miến nha. Ừ, ta có con đạn nha. Lào hẹn, lào hẹn, lào hẹn, lào nhiều yeah, tao sẽ đón trả hả? Trả nhiều con nha. Củ anh nhé con à, bữa mưa à, bữa gần lụn à, bữa con đàng, bữa khoai đàng à. Bữa mì in hàng củ, thà cho củ nên xin củ hả? Nên nhau bữa tôi không ăn na hồ á, giờ na hồ sẽ nấu củ riêu hay bảo? Riêu. Bắt chế hàng nấu củ. Bắt chế chuyên hàng như tao không ăn na, tao tua chẹp chẹp hàng ở. Chế hả? Ủa xiềng với yến chẹt nó ao nó gọi chế ya chế chẹt chế bê hả? Chế nè, chế hả? Như hả bữa có bữa chẹt bữa nó ao nó gọi siêu hết nè. Như bữa nào lòng chế mà như bữa có mai miên ha, có miên ha, có miên lòng chế mà tiền lòng lòng do miên lòng chế lòng tại sao mai? Nhưng mà bữa ở nó siêu phải về hả nó giống nó siêu. Nhiều nè, bữa miên hắn coi bữa nào miên lòng đi. Chả xiềng. Y bố xin miền này chút thở, mai miền mình có xin miền lòng hả? À, bố cà miền lò, bố cà miền lò hả? À, y bố cà hả, hãy khát miền lò của lòng hơi có à. Hà giả phá hả, chỗ rất xa miền này là bể hả? Mẹ cha mà ở mới đó mẹ à? Nè mà, tên mẹ ta hăng nói. Nó hồi mẹ chạy có dĩnh cao xa. Bên nó chế mến giờ hết cho nó lột tuyệt vụng quá. Thế chứ anh ấy, tôi sẽ chìm muốn nhỏ hoa hoa hả? Mãi mẹ giờ tôi nhà nói tôi chìm chợt sầu giờ tôi công chợt sầu nó biết giờ hi chào ha chấm chân này cái tôi này chìm rồi mà mặt trời ha ta phải hoa nhắn liệu như ta chết dần ra hoa ta chỉ cho ta bền nữa mà ý vấn to dần em quên thầy chúng ta tiệm đó to dần cha cô hè to dần đi nè như giờ ba giờ hỏi khe nhà nhà cái xe muốn không ạ